Xin chào các em, hôm nay chị sẽ kể cho em một câu chuyện cổ tích rất hay có tên Sự tích con Thạch Sùng. Ngày xưa có hai vợ chồng một người nghèo khó tên là Thạch Sùng. Họ sống chui rúc trong một túp lều gần chợ, xin ăn qua ngày. Cuộc sống thật là vất vả. Nhưng Thạch Sùng là người có chí kinh doanh lớn, lại có nhiều thủ đoạn. Từ lâu hai vợ chồng ăn nhịn để dành, lần hồi góp nhặt một số vốn chôn ở góc nhà. Số tiền ấy ngày một lớn mãi lên. Nhưng họ vẫn giả bộ nghèo khó, làm nghề hành khất như cũ. Một hôm, Thạch Sùng đi ăn xin về khuya. Dọc theo bờ sông, ông trông thấy hai con trâu từ dưới nước lội lên và húc nhau chí tử. Đoán biết ấy là điềm trời sẽ mưa lụt to, nên từ đó có bao nhiêu tiền chôn, ông đào lên đồng gạo tất cả. Quả nhiên tháng 8 năm ấy, trời làm một trận lụt kinh khủng, nước lênh láng khắp mọi nơi. Mùa màng, nhà cửa và súc vật đều trôi nổi. Nạn đói đe dọa khắp mọi nơi. Giá gạo từ 1 tăng lên gấp 10, rồi dần ra tăng lên gấp 100. Thế mà vẫn không ai có gạo để bán. Thạch Sùng chờ đến lúc dân tình cùng kiệt mới ném số gạo tích trữ của mình ra. Có những nhà giàu phải đổi cho ông ta một thoi vàng mới được một đấu gạo. Từ khi có vốn, hai vợ chồng Thạch Sùng thôi nghề bị gậy. Họ đem tiền cho vay một vốn 5-7 lớp lãi. Thế rồi chẳng bao lâu, Thạch Sùng nghiễm nhiên trở thành một phú ông. Ông ta tậu biết bao nhiêu là trâu bò, ruộng vườn. Những thứ đó mỗi năm mỗi nhiều lên mãi. Nhưng Thạch Sùng còn có nhiều mánh khóe làm tiền khác. Ngoài việc thu lúa rẻ, cho vay lãi, ông ta còn buôn bán lớn. Thuyền buôn của Thạch Sùng rong ruổi đi khắp mọi cửa biển. Rồi hắn thông lưng với bọn cướp trong vùng. Mỗi một chuyến làm ăn, chẳng những được chia phần, mà hắn còn oan tàng và tiêu thụ hộ những của bất nghĩa. Cứ như thế, sau 10 năm, Thạch Sùng trở nên một tay cự phú. Tiền của châu báu như nước như non, không ai địch nổi. Những tay thiên hộ, bá hộ so với hắn chỉ bằng cái móng tay. Có tiền trong tay, Thạch Sùng rất dễ kiếm được địa vị. Hắn dâng vua bao nhiêu là vàng bạc ngọc ngà, nên được vua phong tước quận công. Hắn ra ở kinh thành, xây dựng phủ đệ, không khác gì phủ đệ của ông hoàng bà chúa. Trong phủ đệ của hắn có 100 nàng hầu vợ lẽ. Người nào người ấy ăn mặc toàn lụa là gấm vóc. Còn hắn và vợ con thì giờ đây sống một cách xa xỉ. Đến nỗi trong nước, trừ hoàng đế ra, khó có một người nào dám sánh. Hồi đó ở kinh đô, có một người em hoàng hậu họ Vương. Y cũng là tay cự phú nổi tiếng, tiền rừng biển bạc và xài phí vào bậc nhất. Một hôm y gặp Thạch Sùng trong một bữa tiệc, đủ các bậc vương công đại thần. Câu chuyện dần dần truyền thành một cuộc khoe của giữa hai bên. Họ Vương nói: "Bọn nô tỳ nhà tôi đều mặc đồ tơ lụa. Chúng nó đông đến nỗi, năm hết Tết đến, phải có hàng kho vải lụa để may mặc cho chúng mới tạm đủ." Thạch đáp: "Bọn nô tỳ nhà tôi thì phải có lúa gạo của cả một huyện mới đủ cho chúng ăn." Vương lại khoe: "Bếp nhà tôi phải dùng đường thay cho củi." Nhưng Thạch cướp lời: "Để sưởi ấm các phòng trong mùa đông, chúng tôi phải đốt mỗi ngày hàng hòm nến." Nghe bọn họ không bên nào chịu bên nào, có một vị quan khách dàn xếp. Hai ngài cãi nhau như thế không ích gì cả, cần phải có chứng cớ thì chúng tôi mới tin. Hay là một hôm nào đó, hai ngài hãy trưng của cải ra cho chúng tôi xem. Ai thua phải nộp cho bên được 10 thúng vàng, chúng tôi sẽ làm chứng cho." Cả hai người đều khẳng khái nhận lời.
đến ngày đấu của, có mấy vị đại thần ra làm chứng cho bọn họ. Hai bên ký vào giấy giao ước. Hoàng hậu lo cho em mình thua cuộc, có phái mấy viên hoạn quan nhiều mưu trí đi theo để giúp sức. Đầu tiên, vương sai lấy lụa căng làm màn trần trong tất cả các dinh thự của mình. Đến lượt Thạch Sùng, hắn sai lấy gấm căng tre và trần trướng tất cả mọi nhà cửa của hắn. Thấy vậy, vương sai lấy thủy tinh thay ngói lợp tất cả các nhà cửa phủ đệ của y, khiến chúng trở thành những tòa lầu sáng choang như ngọc. Nhưng đối lại, Thạch Sùng sai lấy ngọc thạch cho thợ đá cắt ra từng phiến, lát cái sân ở trước nhà. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi Thạch Sùng. Thạch hỏi vương: "Nhà ngươi có san hô chăng?" Vương đưa ra một cây san hô cao mấy thước và hỏi lại: "Nhà ngươi có tê giác không?" Thạch bĩu môi ra hiệu cho một người hầu bưng ra một bộ đồ trà bằng sừng tê nạm ngọc. Cả hai còn khoe nhiều nữa, chưa ai chịu thua ai. Đến lượt họ bắt đầu khoe các vật kỳ lạ. Thạch Sùng nói: "Ta có con thiên lý mã mua từ bên Thiên Trúc về, mỗi ngày chạy được 1.000 dặm. Người ta xúm nhau xem và tán tụng con ngựa quý. Nhưng vương lại mời họ về vườn của mình thưởng thức một con hươu có 2 cái đầu. Lần này Thạch Sùng yên lặng khá lâu. Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Ai cũng tưởng Thạch Sùng đã hết cả vật quý. Nhưng bất ngờ, hắn rút trong bọc ra một viên ngọc và nói: "Ta có một viên ngọc, mùa nóng đeo vào thì mát, mùa rét đeo vào thì ấm. Tôi chắc trong thiên hạ có 1 không 2. Thấy thế, họ vương bắt đầu bối rối. Y toàn sai người vào mượn hoàng hậu viên ngọc như ý để địch lại. Nhưng ngay lúc đó, một viên hoạn quan ngồi bên cạnh nói nhỏ vào tai hắn mấy câu. Thế rồi người ta thấy vương quay sang hỏi Thạch Sùng: "Nhà ngươi tuy rất giàu, nhưng có đầy mà không đủ. Ta thì cho rằng thế nào trong nhà ngươi cũng còn thiếu nhiều đồ vật." Thạch Sùng đang cơn đắc ý: "Nhà ta không thiếu một đồ vật gì cả. Nếu nhà ngươi chỉ ra được một vật mà ta thiếu, ta sẽ mất với nhà ngươi không phải 10 thúng vàng mà còn tất cả gia sản nữa. Trái lại, nếu ta mà có đủ thì nhà ngươi cũng phải mất cho ta y như vậy." Thế rồi trong một cơn kiêu căng đến cực điểm, Thạch bắt vương cùng mình ký tên vào bản giao ước mới. Khi ký xong, vương bảo hắn: "Nhà ngươi hãy đưa mau ra đây cho các vị xem mẻ kho của nhà ngươi đi." Nghe đến đó, Thạch Sùng giật mình. Mẻ kho là thứ gì, hắn cũng đã biết. Đó là thứ nồi đất mẻ mà chỉ nhà nào cùng khổ lắm mới dùng để nấu thức ăn. Ngày xưa, hồi còn hàn vi, hắn đã từng đi nhặt vật đó trong đống rác, đưa về đánh chùi để kho cá. Nhưng đã từ lâu, lâu quá rồi, hắn không còn nhớ đến thứ đồ dùng hèn hạ ấy nữa. Vì nhà hắn bây giờ toàn dùng đồ đạc bằng vàng bạc, tệ nhất cũng bằng đồng thau. Có bận tâm chứa những thứ của ấy để làm gì? Nhưng hắn cũng cố dục bọn đầy tớ lục tìm trong xó vườn góc bếp xem sao. Tìm đi kiếm lại khắp mọi nơi mà vẫn không nhặt được, dù chỉ là một mảnh nồi vỡ. Quả là nhà Thạch Sùng không thể làm gì kiếm được những món ấy. Thế rồi sau đó một lúc lâu, những người làm chứng công nhận sự thắng cuộc về phía em hoàng hậu. Thạch Sùng không ngờ mình bị thua một vố đau như thế. Hắn cay đắng nhìn thấy tất cả gia sản, cho đến vợ con, nàng hầu, nô tỳ đều chạy sang tay họ vương. Còn lại một mình ngồi trong túp lều, hắn tắc lưỡi tiếc cho cơ nghiệp tự tay mình gây dựng trong bao năm, đến nay tay trắng lại hoàn tay trắng. Rồi hắn chết, hóa thành con mối, tức là con thằn lằn,
cũng gọi là con thạch sùng. Loài mối thỉnh thoảng lại chắt lưỡi kêu lên mấy tiếng thạch thạch là vì thế. Ngày nay người ta còn có câu tục ngữ thạch sùng còn thiếu mẻ kho, có ý nói trên đời khó có ai được hoàn toàn đầy đủ. Vậy là câu chuyện của chúng ta đã hết rồi. Các em nhớ nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để nghe chị kể những câu chuyện hay mỗi ngày nhé. Tạm biệt các em.